Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn thực hiện cảnh quay kỹ xảo sử dụng chiếc khiên của Captain America trong phim Avengers ha. Thì cái kết quả của chúng ta sẽ như thế này. Trong cái bài hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng các cái kỹ thuật là tracking object trong VFX Track. Sau đó chúng ta export kết quả qua After Effects để chúng ta lấy được cái vị trí của cái khiên, và sau đó thì mình sẽ gắn cái khiên 3D của mình vào bằng element 3D. Và cái khiên này thì mình để làm cho nó vỡ ra thì mình sẽ sử dụng Ray File ở trong 3ds Max để mình đập vỡ nó ra. Thì đó là những cái nội dung trong bài hôm nay. Thì trước khi bắt đầu thì mình mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực hơn xây dựng những cái nội dung mới cho các bạn. Và file thực hành bài hôm nay cũng như là các cái plugin software script mình sử dụng trong bài thì mình đều có bao gồm link download ở trong phần mô tả của video, các bạn có thể xuống để download. Rồi thì bây giờ chúng ta bước vào bài. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ quay cái cảnh quay của chúng ta. Thì ở đây thì đây là cảnh quay gốc của mình, và trong cảnh quay này thì các bạn thấy là mình sẽ đưa cái tay lên như thế này để lấy cái vị trí, sau đó mình gắn cái khiên vào. Và trên cái tay của mình thì các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là mình có dán các cái marker, được chưa? Và những cái marker màu trắng này rất là đơn giản thôi, các bạn có thể dùng keo hai mặt màu trắng các bạn dán vào đây. Và những cái marker này sẽ được dùng để chúng ta đưa vào trong VFX Track, chúng ta dò cái chuyển động của cái tay để chúng ta đưa cái vật thể 3D của chúng ta vào ha. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái vật thể 3D của mình sẽ lên trang Sketch Fab, mình đánh vào, mình search cái chữ Captain America Shield, chưa? Nó sẽ ra rất là nhiều model, và ở đây chúng ta check vào cái ô downloadable, tức là những cái model mà cho phép chúng ta đào xuống. Và ở đây thì mình sẽ tìm một cái model nào thấy mình thấy ổn, được chưa? Chẳng hạn như là cái model này. Và sau đó thì mình sẽ bấm vào cái download 3D model và chúng ta sẽ download cái file FBX của chúng ta xuống, được chưa? Rồi, bây giờ thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào trong VFX Track để chúng ta check cái object, check cái tay của chúng ta, của diễn viên để mà đưa cái vật thể 3D của mình vào. Và ở đây thì trong VFX Track thì các bạn sẽ thấy là mình đưa cái phút tịch của mình vào ha, và chúng ta sẽ bắt đầu check những cái marker mình dán trên tay. Và ở đây thì mình sẽ tạo một cái node User Track. Và với cái node User Track này thì trước tiên thì mình sẽ tạo, thay vì mình tạo node user track thì mình sẽ tạo cái node, mình vào phần utility mình tạo cái node edit camera. Cái node này nó sẽ giúp chúng ta tạo một cái camera tĩnh đứng yên, tại vì đây là một cái cảnh quay đứng yên thôi, thì nó sẽ giúp chúng ta tạo một cái camera tĩnh và chúng ta sẽ có cái không gian 3D và chúng ta có cái mặt đất ra ở đây nè. Thì ở đây thì mình chỉ việc vào cái edit mode, mình chọn cái rotate và mình sẽ xoay cái mặt đất của mình lại cho nó thẳng hàng với cái sàn nhà của mình, được chưa? Tiếp theo nữa thì mình sẽ thêm cái node User Track vào. Và trong cái node User Track này mình sẽ bấm cái nút Create để mình tạo các cái điểm track. Thì ở đây thì mình sẽ tạo một điểm track đầu tiên. Mình đặt nó, các bạn có thể sử dụng cái cửa sổ preview ở đây để chúng ta bố cục cái vị trí cái điểm. Cái shot frame mình sẽ mở rộng nó ra theo chiều ngang như thế này. Cố gắng cũng đừng có để nó lấn vào cái marker khác. Và sau khi xong thì chúng ta có thể bấm track thì nó sẽ track theo cái marker của mình. Và ở đây thì đến một lúc nào đó thì cái marker của mình nó sẽ mình sẽ cái tay mình nó di chuyển quá nhanh và cái marker của mình nó sẽ bị mờ, nó bị che mất. Thì đến lúc đó chúng ta sẽ tùy chỉnh lại cái kích thước của cái ô ba tầng này. Thì đến khi nào mà cái marker của mình nó mờ quá, chúng ta không thể check được nữa hoặc là nó bị che mất thì mình sẽ ngưng. Thì ở đây thì chúng ta sẽ check, và bây giờ là đến bắt đầu đến lúc mà
marker chúng ta nó di chuyển nhanh và nó mờ, chúng ta không thể track tự động được nữa, thì chúng ta sẽ đi từng frame ha. Mình sẽ bấm nút mũi tên sang phải để mình đi từng frame và mình sẽ di chuyển cái mắt bằng tay, mình di chuyển bằng tay cái marker của mình đi theo cái di chuyển cái tracker của mình đi theo cái marker mình dán trên tay ha. Cho đến khi nào mà mình không thấy được cái marker này nữa. Được chưa? Đây, đến đây thì mình nghĩ là cũng ổn rồi, tại vì đến cái đoạn này thì mình cũng cho cái khi nó vỡ ra rồi, cho nên chúng ta sẽ không cần cái kết quả track này nữa. Thế thì mình sẽ đi quay lại cái frame cuối cùng mà chúng ta có cái keyframe ha. Và mình sẽ bấm vào cái nút cái khu vực cái nút có cái chữ 2 tức là ẩn đó. Và mình sẽ bấm vào cái nút H cộng này. Mình bấm vào cái nút này một lần nữa để confirm. Và các bạn sẽ thấy là như vậy thì kể từ sau khi cái điểm cuối cùng mà chúng ta có thể track được thì cái tracker của chúng ta nó sẽ biến mất, tại vì mình đã hai nó đi rồi, được chưa? Và nó sẽ không có tác dụng nữa. Bởi vì sau đó thì chúng ta cũng không thể track được nó nữa vì nó bị ẩn đi rồi, đúng không? Rồi, thế thì sau khi mà chúng ta đã hài lòng với kết quả track như thế này rồi thì chúng ta sẽ lock cái tracker này lại. Được chưa? Và ở đây thì sau khi chúng ta đã có một cái tracker này rồi, chúng ta sẽ vào trong cái current group. Hiện tại là cái current group của chúng ta là camera, thì mình sẽ bấm vào dấu cộng, mình tạo một cái group mới đặt tên là siêu chẳng hạn. Thì chúng ta tạo cái group này để lát thì chúng ta export ra, nó sẽ đơn giản hơn. Rồi, và sau đó thì cứ tương tự như vậy, mình sẽ tạo thêm các cái marker khác. Mình bấm vào nút create, mình tạo những cái marker khác để track những cái marker mình dán ở trên tay, được chưa? Và cái thao tác thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Và ở đây thì mình sẽ thay để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ skip qua cái phần này ha. Rồi thì bây giờ thì mình đã track xong bốn cái điểm ở trên tay của mình, được chưa? Cũng với những cái quy tắc nãy giờ, đến khi nào mà những cái marker nó không thể track tự động được thì chúng ta track bằng tay. Và đến khi mà nó bị che khuất hoàn toàn thì mình sẽ cho nó hai đi, mình hai những cái tracker đó đi, những cái quy luật nó lặp lại như thế vậy thôi. Rồi thì sau khi mình đã có cái mình đã có cái camera đúng không, và mình đã có cái user track, thì bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chúng ta solve cái object này. Và bây giờ mình sẽ vào mình tạo ở trong cái tab solving, mình sẽ lấy vào cái node object solver. Và ở đây thì chúng ta biết là khi mà cái tay của mình nó di chuyển nhanh đến cái đoạn này, mà nó di chuyển nhanh như thế này đó, thì các cái marker, các cái tracker của mình nó sẽ không có đi theo được. Thế cho nên đến khoảng này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ không cần phải phải track nữa. Đến khoảng này mình sẽ cho cái khiên của mình nó vỡ ra rồi. Thế cho nên trong cái cửa sổ start end frame ở đây thì mình sẽ lấy vào cái frame đầu tiên là frame 116 đúng không? Và cái frame cuối cùng của mình chỉ lấy đến 280 thôi. Ở trong cái translation mode này mình chọn là low. Và mình sẽ bấm solve object. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thì chúng ta solve xong cái object của mình. Và xung quanh cái object của mình nó sẽ có một cái khung hình màu hồng để nó biểu thị chúng ta biết đây là một cái vật thể đã solve xong. Và các bạn cũng có thể check ở trong không gian 3D để chúng ta thấy cái object của mình. Đây là cái hình hình vuông, hình lập phương mà phần mềm BFTrack nó đã dò ra và nó tạo ra trong không gian cho chúng ta. Thì nó sẽ có cái thông tin về position, vị trí và thông tin về rotation. Để lát thì chúng ta có thể gắn cái khiên chúng ta vào ha. Rồi thì sau khi mà chúng ta đã track xong như thế này thì mình sẽ export nó ra, mình sẽ vào cái tab export, mình thêm cái nốt export vào. Ở đây thì mình sẽ export cho After Effects, cho nên mình sẽ chọn là Adobe After Effects, cái đuôi của nó là MA. Và mình sẽ ví dụ đặt cho nó một cái tên, ở đây thì mình đã export rồi ha. Thì ví dụ ở đây mình các bạn có thể đặt một cái tên nào đó tùy, và các bạn tìm một cái folder nào đó để các bạn export. Và trong cái phần tracker, ở trong phần group á, thì các bạn bỏ check cái ô camera group, các bạn chỉ export cái ô siêu thôi. Tại vì cái siêu là cái group mà mình đã tạo cho các cái tracker của mình á, thì mình chỉ cần export cái group đó thôi. Được chưa?
Rồi thì sau đó thì chúng ta sẽ bấm export scene để PFTrack nó export ra cho chúng ta cái kết quả track. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành bên PFTrack, mình sẽ đóng PFTrack lại ha. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đi vào 3D Smart để mình xử lý cái vật thể 3D của mình, đó là cái khi. Rồi thì bây giờ thì mình đã vào trong 3D Smart, và việc đầu tiên là mình sẽ import cái khiên của mình vào. Và khi mà các bạn download từ trên trang SketchUp Pháp xuống thì chúng ta sẽ có cái file FBX và texture, thì ở đây mình sẽ import cái file FBX vào. Đây là cái khiên của chúng ta ha. Và ở đây thì mình sẽ đổ vật liệu vào để chúng ta xem. Thì chúng ta sẽ đổ cho nó một cái material và mình load cái file texture vào ha. Texture nó cũng sẽ bao gồm ở trong cái file mà các bạn download từ SketchUp. Ở đây mình sẽ download, mình sẽ tải cái này xuống. Rồi thì như các bạn thấy là bây giờ thì chúng ta đã có cái vật liệu dành cho cái khiên. Ở cái mặt sau thì chúng ta sẽ đổi cho nó một cái vật liệu riêng. Ở đây thì mình sẽ vào cái phần polygon, mình check vào cái ô ignore backfacing, và mình sẽ select toàn bộ cái mặt phía sau của cái khiên, và mình sẽ cho nó một cái vật liệu khác. Với cái vật liệu này thì mình sẽ load cái texture ở mặt phía sau mà người ta cũng cung cấp cho chúng ta rồi, load vào. Thì như vậy là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái khiên của Captain America, chưa, mặt trước và mặt sau. Hiện tại thì cái khiên này thì cái polygon, cái resolution nó hơi thấp, cho nên mình sẽ gắn cái modifier là turbo smooth vào để làm cho nó cái lưới nó dày hơn. Mình sẽ áp dụng cái turbo smooth, và mình sẽ tăng cái iteration lên 2, được chưa? Các bạn thấy cái lưới nó sẽ dày hơn. Và ở đây thì mình sẽ sử dụng clip plugin Rayfile, được chưa? Để mình đập vỡ cái khiên này ra. Và chúng ta đập vỡ cái khiên này ra và chúng ta export nó ra dưới một cái file OBJ duy nhất. Thì khi mà đưa qua After Effects Element 3D thì nó sẽ, chúng ta có thể enable cái chế độ Multi Object để mà chúng ta tách những cái bộ phận đó ra ha. Rồi thế thì ở đây mình sẽ tạo cái plugin, một cái plugin Rayfile, mình click vào mình tạo cái plugin này. Và sau đó thì mình sẽ add cái khiên của mình vào trong cái mục Dynamic Impact Object. Và sau đó mình qua phần Fragment, okay. Qua phần Fragment. Và ở đây thì trong phần Fragmentation Type mình sẽ chọn là Voronoi Irregular. Và sau đó mình sẽ bấm vào cái nút Fragment. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đập vỡ cái khiên của mình ra. Và các bạn thấy là bây giờ nó sẽ tách thành nhiều cái mảnh vỡ, được chưa? Nó tách thành nhiều cái mảnh vỡ rồi. Như vậy là chúng ta đã sẵn sàng để chúng ta export cái vật thể này ra qua bên Element 3D. Rồi, thế thì bây giờ để mà export qua bên Element 3D của After Effects thì mình sẽ select toàn bộ các cái vật thể của cái theme chúng ta, và mình sẽ vào File Export, Export Selected. Và trong đây thì mình sẽ tìm đến cái folder mình cần, và mình sẽ export ra dưới cái định dạng là OBJ, mình đặt cho nó một cái tên. Thì đây mình đã export rồi ha. Còn nếu mà các bạn chưa thì các bạn cứ việc đặt cho nó một cái tên và các bạn bấm save thì nó sẽ export cái file OBJ cho chúng ta. Rồi như vậy thì chúng ta đã hoàn thành bên phần 3ds Max, và mình cũng sẽ đóng 3ds Max lại và mình sẽ chuyển qua After Effects. Rồi thì bây giờ chúng ta qua bên After Effects, và cái việc đầu tiên là mình sẽ chạy cái script mà bạn đã được export từ PFTrack.
Tức là sau khi nó track cái mình đã sử dụng VF Track để mình track cái object cái tay của mình đó, thì mình sẽ sử dụng cái script của VF Track nó xuất ra để mà mình đưa vào trong Master phát ha. Thì để sử dụng cái script mà VF Track nó export ra thì chúng ta chỉ việc double click vào cái cửa sổ project, hoặc là các bạn vào file import import file ha. Ở đây thì mình sẽ duplicate vào cái mình sẽ double click vào cái cửa sổ project và mình sẽ import cái file mà VFTrack export ra cho chúng ta. Ở đây là cái file của mình là siêu track V2 đi. Và mình sẽ import nó vào thì nó sẽ tạo chúng ta một cái composition. Được chưa? Mà chúng ta chỉ việc double click để mình mở cái composition này ra. Và trong cái composition này chúng ta sẽ có một cái camera và chúng ta sẽ có các cái tracker. Đây là những cái tracker mà mình đã thực hiện dùng user track để mình track. Và đây là những cái tracker mà nó đi theo cái tay của mình, được chưa? Và để thấy cái kết quả thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải đưa vào cái footage gốc, đúng không? Thì ở đây mình sẽ import cái footage gốc mà mình đã quay, mình đưa nó vào. Ở đây mình đã sử dụng cái image sequence ha, thì mình đưa nó vào đây. Thì như vậy là các bạn thấy là bây giờ thì trong cái composition này thì các bạn thấy là chúng ta đã có các cái marker. Và những marker này các bạn thấy là nó đi theo cái bàn tay của mình. Tại vì đây là cái kết quả track mà chúng ta đã track ở bên VFTrack qua, đúng không? Và nó sẽ kéo dài đến frame 280. Và sau đó thì cái tay của mình nó vung lên thì cái khiên nó sẽ vỡ ra, cho nên từ sau đó trở đi thì chúng ta không cần cái kết quả track nữa. Rồi thì sau khi mà chúng ta đã load cái kết quả track từ VFTrack vào rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ tạo một cái solid, mình đặt tên nó là element để mình đưa vào cái khiên. Và trong đây thì mình sẽ áp dụng cái effect video copilot element. Và chúng ta sẽ bấm vào scene setup. Trong phần scene setup thì mình bấm vào import và mình sẽ đưa vào cái model mà mình đã export ra từ 3ds Max. Ok, thì đây chính là cái model mà mình đã chúng ta đã thực hiện ở bên 3ds Max, và đây là cái model mà chúng ta đã đập vỡ ra rồi. Nhưng mà mặc dù chúng ta bởi vì chúng ta đã select tất cả các cái mảnh vỡ đó, chúng ta export ra với một cái file OBJ duy nhất, cho nên là khi mà đưa vào 3ds Max thì nó sẽ liền nhau như thế này. Ở đây thì mình sẽ thêm vào một cái environment, check vào cái ô environment, mình sẽ bấm vào cái nút environment này nữa và mình sẽ load vào cái hình, một cái hình để làm environment cho nó. Ở đây thì mình sẽ dùng cái hình ảnh này đi, được chưa? Tiếp theo mình sẽ vào cái material của cái khiên và mình sẽ tùy chỉnh một số thứ. Đầu tiên là mình sẽ giảm cái environment multiplier này xuống khoảng tầm 2%, intensity mình tăng lên khoảng 51%, gross unit mình tăng lên 80%. Để chúng ta có một cái reflection ở trên cái khiên. Tiếp theo nữa thì mình cũng sẽ làm tương tự với cái material, cái mặt sau của cái khiên. Mình sẽ tăng nó lên 51%, gross unit 80, environment 2. Chưa? Cái material cuối cùng của mình đó là cái viền xung quanh cái khiên. Thì mình cũng sẽ làm tương tự, cũng sẽ tăng lên intensity 51%, gross unit 80, environment 2. Chưa? Rồi. Sau đó mình sẽ bấm OK để mình đưa cái khiên của mình vào trong cái scene 3D của chúng ta. Và việc đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái plugin element ở đây, vào trong group 1. Mình sẽ tạo cái group null, bấm vào create group null. Và với cái group null này mình về cái frame số 0 đi ha. Và mình sẽ lấy cái position của một cái tracker, chẳng hạn mình lấy cái tracker số số 1. Được chưa? Mình sẽ lấy cái position ra.
và mình sẽ copy cái thông số của cái position của cái tracker số 1 này chúng ta dán vào cái group null của chúng ta. Mình sẽ copy từng cái thông số x, thông số y và thông số z đưa vào. Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái field nó xuất hiện trên cảnh quay của mình, và chúng ta có thể sử dụng cái group null này để chúng ta thực hiện một số cái tùy chỉnh về vị trí kích thước. Ở đây mình sẽ xoay cái field chúng ta lại, mình scale nhỏ nó lại một chút. Ở đây thì các bạn có thể chúng ta sẽ quay lại cái element, mình sẽ vào cái render setting. Ở đây thì mình sẽ vào phần lighting, mình sẽ add thêm một cái light vào đi, và mình sẽ tăng cái light này lên một tí để chúng ta thấy cái khiên. Và ở đây thì để mà chúng ta tùy chỉnh cái khi nhớ đúng vị trí của cái tay thì mình có thể giảm cái opacity của cái layer element này xuống một tí. Chúng ta sẽ thấy được cái khi và bố cục cái tay để mà chúng ta có thể rotate. Đúng không? Chúng ta rotate, chúng ta bố cục nó. Và sau khi xong thì mình sẽ chúng ta sẽ sao chúng ta sẽ link cái sẽ giảm cái kích thước của khi xuống một tí. Mình sẽ link cái group null của mình vào cái tracker số 1, được chưa? Ta sẽ dùng cái biểu tượng link ở đây, mình link vào cái tracker số 1. Và như vậy là các bạn sẽ thấy là cái khi chúng ta nó sẽ đi theo cái chuyển động tay của mình. Okay. Ở đây nếu có một cái vị trí nào đó mà các bạn thấy đến một cái điểm nào đó mà các bạn thấy cái khi chúng ta nó chưa có đúng cái perspective lắm thì cũng không sao, chúng ta chỉ việc key cái rotation của cái group null của chúng ta. Được chưa? Và chúng ta sẽ chỉnh lại một tí ở cái khu vực đó. Rồi. Ở đây thì mình sẽ giảm cái kích thước của cái khiên xuống một tí. Rồi thì như vậy là chúng ta đã có cái khiên đã được đưa vào trong cảnh quay. Và ở đây thì mình sẽ quay trở lại plugin element chúng ta, mình vào phần motion blur. Mình enable cái motion blur lên. Cái mục đích là khi mà cái khiên chúng ta nó chuyển động nhanh thì chúng ta muốn có một chút cái motion blur, mình sẽ tăng cái setting angle lên một tí. Và cái motion blur sample lên khoảng 12. Được chưa? Tiếp theo nữa thì đây mình sẽ tiếp theo nữa thì mình sẽ thực hiện một số công đoạn về chỉnh màu. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ vào áp dụng cái bộ key correct của Red Giant. Mình sẽ áp dụng cái F-Blur. Nó sẽ làm cái phần viền của cái khiên nó blend hơn vào cái background của chúng ta. Ở đây mình sẽ giảm cái blur amount xuống 1, add width 1, được chưa? Để làm mượt cái phần viền của mình. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ áp dụng cũng trong bộ Key Correct, chúng ta sẽ dùng cái Color Matcher và mình sẽ dọc chọn cái Target Layer là cái background của chúng ta để nó đổ cái lớp màu lên cái khiên của mình sẽ tăng nó lên 100%. Tiếp theo nữa là mình sẽ thực hiện tùy chỉnh về Color Correction, mình sẽ sử dụng Exposure, và với cái Exposure này mình sẽ tùy chỉnh lại cái độ sáng tối của cái khiên. Và cuối cùng thì mình sẽ thêm vào một lớp grain, mình sẽ vào noise grain, add grain, và mình sẽ chọn chế độ viewing mode là final output.
Trong phần intensity mình sẽ giảm nó xuống khoảng tầm 0.7 đi. Được chưa? Size thì mình giảm xuống khoảng 0.9. Để nó thêm vào một lớp grain vào cái vật thể 3D của chúng ta, thì tại vì nếu mà không thì cái vật thể chúng ta nó sạch quá so với cái background, nó sạch quá. Thế cho nên đây mình sẽ thêm vào một lớp grain. Được chưa? Rồi. Thì như vậy là chúng ta sẽ có cái khiên của mình. Ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện thêm một số công đoạn chuyển hòa. Cái đầu tiên là khi mà cái từ cảnh đầu tiên mình muốn cái khiên chúng ta bay từ ngoài vào, thì ở đây mình sẽ ghi cái position và cái rotation luôn. Cái orientation thì mình đã có sẵn cái key từ nãy rồi đúng không? Và mình sẽ copy cái key ban đầu của cái orientation mình dán nó vào ở đây. Mình sẽ key chèn một cái vị trí position ở ngay cái thời điểm mà cái phiên bắt đầu đi vào tay mình, và sau đó mình quay lại vị trí 0, frame số 0, và mình sẽ cho cái phiên này nó bay từ ngoài vào. Và sau đó mình sẽ cho nó rotate. Rồi, thế thì các bạn sẽ thấy là cái khiên nó sẽ bay từ ngoài vào. Mình sẽ tạo một cái frame giật để cho nó có cái độ, nó có một cái độ giật một phát khi mà nó đi vào trong cái tay của mình. Rồi. Tiếp theo nữa là bắt đầu mình sẽ thực hiện cái công đoạn cái lúc mà cái khiên của mình nó sẽ vỡ ra. Và ở đây thì là cái lúc mà cái bàn tay của mình nó giật lên đúng không? Và cái kết quả test của chúng ta nó không còn chính xác nữa, thì ở khoảng frame này mình sẽ bắt đầu cho cái khiên của mình nó vỡ ra. Ở đây mình sẽ vào phần element, mình quay lại plugin element, vào trong lại group 1, mình mở cái particle look ra. Mình mở phần mentai object ra và mình sẽ enable mentai object. Được chưa? Và trong phần mentai object này mình sẽ sử dụng cái scatter mentai. Các bạn thấy là khi chúng ta tăng cái thông số này lên thì các cái mảnh vỡ của mà mình đã thực hiện ở trong 3ds Max nó sẽ vỡ ra. Nó sẽ tách ra ha. Thế cho nên đây mình sẽ ghi cái thông số scatter mentai này. Và mình sẽ ghi thêm cái rotation random, được chưa, để cho các mảnh vỡ chúng ta nó sẽ có một cái độ xoay. Sau khi có hai cái thông số đó rồi thì mình sẽ đi đến khoảng 10 frame sau mình sẽ cho nó vỡ ra, mình sẽ tăng cái scatter multi này lên. Mình sẽ cho nó rotation, được chưa? Tăng cái scatter multi này để cho các mảnh vỡ nó văng khỏi khung hình luôn. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã có cái khi chúng ta nó vỡ ra thành từng mảnh. Chúng ta có thể cho cái thời điểm vỡ nó xảy ra sớm hơn. Chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong những cái chuyển hoạt dành cho cái khiên của chúng ta. Cái việc tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tạo thêm một số cái tia laser để mà chúng ta phối hợp với cái hiệu ứng của cái khiên. Và để làm việc đó thì mình sẽ đưa vào một số cái stock footage. Những cái stock footage này thì các bạn có thể tìm thấy trong cái kho tài nguyên mình bao gồm ở trong link download, trong cái phần link mô tả của cái video. Và ở đây thì mình sẽ có một số cái stock footage tia lửa, được chưa? Chúng ta sẽ có cái stock footage tia lửa. Chúng ta sẽ có cái stock footage một cái vụ nổ.
Và chúng ta sẽ đưa vào trong đây, chúng ta làm cái hiệu ứng. Thì chúng mình sẽ đưa các cái tia lửa này vào một số cái thời điểm, chẳng hạn như chỗ này, mình sẽ scale nhỏ nó lại, được chưa? Bố cục ở nó một cái vị trí nào đó, chuyển cái blend mode thành screen. Chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái tia lửa khi mà cái tia laser nó va vào cái khiên. Tương tự như vậy thì mình sẽ đưa vào các cái tia lửa khác vào các cái thời điểm. Chuyển thành dạng screen. Scale nhỏ lại. Chưa? Đưa lần lượt các cái tia lửa của chúng ta vào. Rồi và đến khi mà cái khiên này nó nổ thì chúng ta sẽ chèn vào cái vụ nổ của chúng ta. Mình sẽ đưa vào cái explosion. Và cái laser này mình sẽ đặt nó phía dưới cái element của mình. Chúng ta có thể duplicate cái laser này lên, mình chuyển cái bên trên thành dạng screen hoặc là S. Và cái laser vụ nổ bên trên mình có thể áp dụng một chút cái deep glow, okay, để làm cho nó sáng hơn. Đây mình có thể tắt các cái tracker, các cái con mắt của các cái tracker đi để chúng ta quan sát cái kết quả nó tốt hơn. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có tia la cái tia lửa va vào khiên. Bây giờ chúng ta sẽ cần tia laser, thì để làm việc đó thì mình sẽ dùng cái công cụ pen tool và chúng ta sẽ vẽ một cái shape, vẽ một cái đường thẳng, nó chính xác là một cái đường thẳng. Với cái đường thẳng này mình sẽ chọn cái stroke phù hợp khoảng tầm 10 11 gì đó. Mình chọn một cái màu chẳng hạn như là màu vàng nhạt, được chưa? Và chúng ta sẽ vào trong cái content của cái shape này, trong phần stroke, cái line cap mình sẽ chọn là round cap, cái taper thì mình sẽ thu nhỏ cái phần đầu của cái tia laser này. Mình sẽ vào cái start with. Không, mình sẽ vào cái end len ha, mình sẽ vào cái end len và mình sẽ thu nhỏ cái end len của mình lại. Các bạn thấy là cái đầu của cái đuôi của cái tia laser của chúng ta nó sẽ nhỏ lại ha. Rồi, và cái việc cuối cùng là chúng ta sẽ key cái path này. Thì ở đây ví dụ khi mà cái tia lửa chúng ta chạm vào cái khiên thì mình sẽ mình sẽ select cái bát của mình để cho nó đâm vào cái khiên, và sau đó trước đó thì mình sẽ cho cái lửa này nó dài ra, và trước đó vài frame thì mình sẽ cho cái tia lửa này nó bay từ ngoài vào luôn. Như vậy là các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái tia lửa tia laser nó bắn vào cái khiên. Và ở đây thì khi nào mà đã chạm vào khiên rồi mình sẽ kết thúc cái laser đó ở đây luôn.
Rồi. Với cái laser laser này mình sẽ đặt tên cho nó là laser đúng không? Mình sẽ chuyển cái blend mode thành dạng S và mình sẽ áp dụng cái deep glow vào. Và ở đây thì các bạn có thể giảm cái radius xuống một tí. Giảm cái exposure xuống một chút ha. Và tất nhiên là chúng ta sẽ giảm cái opacity của cái laser xuống một chút. Giờ như vậy là chúng ta sẽ có cái tia laser. Vậy thì cứ tương tự như vậy mình sẽ chúng ta sẽ duplicate cái laser này. Và chúng ta sẽ bố cục nó ở các vị trí tia lửa khác. Chúng ta chỉ việc các bạn thấy là chúng ta chỉ việc chỉnh lại cái tia laser của chúng ta thôi. Và cứ như vậy chúng ta sẽ thực hiện cái việc này, mình sẽ skip qua cái phần này ha. Rồi thì như vậy là mình đã bố cục xong các cái tia laser nó va vào cái khiên cũng như là các cái tia laser lúc mà cái khiên nó nổ ra. Chưa? Thì ở đây thì sau khi xong thì mình sẽ đưa cái composition mà mình thực hiện nãy giờ, mình đưa vào, mình tạo một cái composition mới. Mình đặt cho nó là final. Và với cái final này thì mình sẽ áp dụng chỉnh màu cũng như là một số cái camera check. Ở đây thì ví dụ mỗi lần mà cái tia laser nó va vào đúng không? Thì chúng ta sẽ add vào một chút cái camera check. Ở đây thì việc đầu tiên là mình sẽ tạo một cái null. Cái null nó sẽ xuất hiện ngay cái trung tâm của khung hình. Và chúng ta sẽ link cái chúng ta sẽ áp dụng cái link cái footage của chúng ta vào cái null. Và sau đó thì mình sẽ vào cái preset, animation preset, mình sẽ áp dụng cái camera set của Action VFX và mình cũng bao gồm link download cái bộ này ở trong phần tả của video ha. Chúng ta sẽ áp dụng cái UHD, mình áp dụng cái vehicle. Mình đưa vào đây. Ở đây thì mình sẽ đưa cái nuôi của mình đến cái trung tâm của cái laser thì nó bị lật đó, thì chúng ta sẽ link lại cái nuôi này và sau đó mình sẽ dùng cái nuôi để mình đẩy lại cái footage của mình và mình sẽ scale cái footage của mình lên một tí để cho nó không có bị, khi mà nó rung nó không có bị mất hình, được chưa? Rồi và bây giờ thì mình có thể bấm chữ U, mình review cái key ra, thì các bạn thấy là mỗi lần cái tia laser nó va vào chúng ta sẽ có cái rung. Và sau đó thì mình sẽ delete những cái keyframe ở giữa đi. Chỉ khi nào mà cái tia laser nó va vào thì chúng ta sẽ có cái độ rung thôi.
Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có cái khi mỗi khi mà cái khiên này nó có đạn bắn trúng thì nó sẽ rung lên. Thì nó tạo cho cảnh quay chúng ta một chút cái độ dynamic. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ áp dụng một chút cái chỉnh màu và mình chèn vào một số cái sound effect. Thì ở đây thì mình sẽ vào phần mình sử dụng cái Magic Bullet Loop. Và mình sẽ vào phần edit và chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc mà mình thích. Được chưa? Ở đây thì các bạn thấy là trong bộ này nó có rất là nhiều những cái preset để chúng ta có thể sử dụng. Các bạn vừa làm cái preset nào, các bạn chỉ việc bấm OK, nó áp dụng cho chúng ta cái preset màu sắc đó. Và cuối cùng thì mình sẽ áp dụng cái sound effect. Ở đây thì mình đã có sẵn một số cái sound effect, chẳng hạn như là tiếng tiếng laser, đúng không? Hoặc là tiếng mỗi khi mà cái khiên bị trúng đạn, hoặc là tiếng khi mà cái khiên nó vỡ. Thì tất cả những cái sound effect này chúng ta sẽ gắn nó vào trong cái con của chúng ta bố cục đúng cái vị trí. Ở đây các bạn có thể mở cái waveform lên để các bạn canh cho nó đúng cái vị trí cái tiếng động mà chúng ta cần. Mỗi lần mà tia laser nó bắn vào, đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái mình sẽ chèn vào cái laser. Chúng ta sẽ bố cục cái mình mở cái waveform ra, chúng ta bố cục cho đúng cái vị trí. Rồi thì có như vậy chúng ta sẽ thực hiện ha. Và ở đây thì mình sẽ chúng ta đã coi như chúng ta đã hoàn thành cái tác phẩm của chúng ta, và đây là cái tác phẩm cuối cùng. Rồi thì hy vọng là cái tutorial ngắn ngày hôm nay thì sẽ có ích cho các bạn trong cái việc là giúp các bạn nắm được các cái quy trình về tracking object ở trong VFX, cách phối hợp export cái kết quả track từ trong VFX qua bên After Effects để chúng ta có một cái không gian 3D với camera và các cái tracker để mà chúng ta có thể gắn vào các cái vật thể 3D của mình. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách sử dụng cái plugin Rayfile của 3ds Max để chúng ta tạo ra các cái mảnh vỡ rất là nhanh và rất là đẹp. Và cái cách export cái vật thể OBJ đó ra để đem qua bên After Effects sử dụng Element 3D để chúng ta import nó vào sử dụng chế độ Multi Object để mà chúng ta tách các cái vật thể nhỏ, những mảnh vỡ nhỏ ra tạo thành cái vụ vỡ, vụ nổ của cái khiên. Thì hy vọng là những cái kiến thức này sẽ có ích cho các bạn trong việc các bạn thực hiện các cái cảnh quay kỹ xảo. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình ha, bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều cái động lực hơn xây dựng những cái nội dung mới cho các bạn. Và các cái file thực hành như thế này cũng như là cái plugin software, các cái script mà mình sử dụng trong bài đều có bao gồm trong bao gồm cái đường link download ở trong phần mô tả của video. Các bạn có thể vào đó để download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.